giới chúng ta đang sống đổi thay liên tục, một môi trường kết nối trong hệ sinh thái số. Hãy cập nhật thông tin về tiền mã hóa và công nghệ blockchain để bắt kịp xu hướng thời đại. Skyward TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain. Xin chào các bạn đang theo dõi Skyward TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Tôi là Harley, sẽ đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Và sau đây là một số nội dung đáng chú ý trong ngày 21 tháng 4. Binance US nhận được giấy phép chuyển tiền ở Puerto Rico. Công ty nghiên cứu thị trường dự đoán 3,6 triệu người Mỹ sẽ sử dụng tiền mã hóa để mua sắm vào năm 2022. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ thu giữ 102 triệu USD tiền mã hóa từ 254 vụ án kể từ năm 2015. Snoop Dogg mang cần sa kỹ thuật số vào vũ trụ Metaverse. Decent Labs ra mắt dự án DAO với mức định giá 56 triệu USD. Binance US rời khỏi Blockchain Association. Bây giờ là nội dung chi tiết. Protico đã trở thành cơ quan tài phán thứ tư ở Mỹ cấp giấy phép chuyển tiền cho Binance US, chi nhánh tại Mỹ của sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Các bang khác đã cấp giấy phép hoạt động cho Binance US bao gồm Wyoming, Connecticut và West Virginia. Theo thông báo, Văn phòng Ủy viên các tổ chức tài chính Puerto Rico đã cấp giấy phép chuyển tiền cho Binance US vào ngày 19 tháng 4. Giám đốc điều hành Binance US, Brian Schroeder, chia sẻ rằng Puerto Rico là một thị trường quan trọng đối với sự phát triển của tiền mã hóa. Ông cũng nêu bật ý định muốn có được giấy phép hoạt động ở tất cả 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trước đó vào ngày 6 tháng 4, Binance US đã hoàn thành khoản tài trợ bên ngoài đầu tiên và đạt mức định giá 4,5 tỷ đô la sau khi huy động được hơn 200 triệu đô la từ các nhà đầu tư khác nhau, bao gồm Circle Ventures. Một báo cáo được công bố bởi Insider Intelligence, một công ty nghiên cứu thị trường cho biết lượng người sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mã hóa sẽ tăng 70% trong năm nay. Công ty cũng dự đoán rằng đến cuối năm nay, 3,6 triệu người Mỹ sẽ sử dụng tiền mã hóa để mua sắm. Theo nhà phân tích chính của công ty là David Morris, sự biến động của tiền mã hóa đang được giảm bớt nhờ sự gia tăng trong việc sử dụng stablecoin. Khi tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đang được phát triển, người dân sẽ tập trung hơn vào việc chấp nhận tiền mã hóa trở thành một phương thức thanh toán. Insider Intelligence cũng dự đoán rằng vào cuối năm 2022, số người Mỹ sử dụng tiền mã hóa sẽ tăng lên 33,7 triệu người và đạt con số 37,2 triệu trong năm 2023. Một quan chức hàng đầu của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết, cơ quan này có thể theo dõi dòng chảy của Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, tương tự như cách theo dõi địa chỉ email, và đã thu giữ hơn 102 triệu USD tiền mã hóa trong 254 vụ án kể từ năm 2015. Đặc vụ của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ David Smith nói rằng tính chất minh bạch và không thể thay đổi được của blockchain đồng nghĩa với việc các nhân viên điều tra có thể theo dõi các giao dịch dễ dàng hơn so với tiền pháp định trong một số vụ án. Đặc vụ này cũng cho biết hơn 100 triệu đô la tiền mã hóa đã bị sở mật vụ thu giữ trong các hoạt động quốc tế nhằm vào những thành phần gian lận mạng kể từ năm 2015. Trong một vụ án xảy ra hồi tháng 3, số lượng Bitcoin có giá trị khoảng 1,7 triệu USD tại thời điểm đấy đã bị tịch thu và người đàn ông Estonia đã bị kết án 66 tháng tù vì có tham gia vào ít nhất 13 cuộc tấn công ransomware, một loại virus tống tiền được mã hóa trên quy mô toàn cầu. Ngày nay, cơ quan này trực thuộc Bộ An ninh Nội địa thường tiến hành các cuộc điều tra chung với các cơ quan liên bang khác, bao gồm Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng, cũng như các cơ quan quốc tế để đạt được mục tiêu của mình. Mobland, tựa game Mafia có tích hợp Metaverse đầu tiên trên thị trường, đã thông báo rằng họ sẽ tung ra một bộ sưu tập có giới hạn gồm các NFT trang trại cần sa kỹ thuật số mang nhãn hiệu Snoop Dogg và một số nội dung độc quyền từ nhà sáng tạo NFT nổi tiếng James Medici như một phần của bản phát hành. Ngoài việc là một siêu sao hip hop, Snoop Dogg còn là một trong những thành viên nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Sau khi xây dựng một phiên bản ảo của dinh thự ngoài đời thực của mình và tổ chức một buổi hòa nhạc ảo trong The Sandbox, Snoop đã chuyển hướng sang Mobland, một Metaverse mang chủ đề Mafia nổi tiếng. Nhà phát triển của Mobland đã liên tục cho ra mắt các tính năng kinh doanh lúa đất ảo với việc phát hành các trang trại trồng cần sa kỹ thuật số. Cụ thể, trang trại trồng cần sa kỹ thuật số của Snoop Dogg sẽ được sử dụng để quảng bá việc ra mắt các tòa nhà kinh doanh ở Mobland, dự kiến sẽ khởi chạy vào cuối quý này. Mobland tin rằng sự ra đời của các tòa nhà kinh doanh này sẽ làm cách mạng hóa thiết kế Metaverse hiện tại.
Mobland hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ một số tên tuổi lớn trong ngành như đồng sáng lập Tera Du Quân hay đồng sáng lập Tris Justin Ken. Vào tháng trước, Studio liên doanh Web3 Decent Labs đã ra mắt Fractal, một framework dành cho nhà phát triển để giúp các công ty mở rộng quy mô hoạt động của họ như một tổ chức tự trị phi tập trung. Thực tế, Fractal là dự án đầu tiên của Decent DAO với khoản đầu tư 10 triệu đô la với mức định giá 5-6 triệu đô la từ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tiền mã hóa. Decent Labs hiện đang có 5 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp tài chính phi tập trung trên Ethereum. Dự án Decent DAO sẽ mang sứ mệnh hỗ trợ các hệ thống phi tập trung mã nguồn mở liên quan đến token hóa như một động lực kinh tế. Decent DAO ban đầu sẽ trông giống như những nhóm người tự trị cùng làm việc hướng tới các phần khác nhau của một sứ mệnh chung. Nhân viên của Decent DAO sẽ hoàn toàn làm việc từ xa và dự án này sẽ không tuyển dụng cộng tác viên toàn thời gian. Những người đóng góp cho dự án có thể nhận được một khoản thanh toán nhất định khi hoàn thành một nhiệm vụ xác định duy nhất hoặc nhận được thu thập thông qua NFT không thể chuyển nhượng. Binance US, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch có chi nhánh tại Mỹ, sẽ rời khỏi Blockchain Association, nhóm vận động hành lang tiền mã hóa sau gần 2 năm do sự khác biệt về giá trị, mục tiêu và tiêu chuẩn. Được biết, Binance US đã đầu tư rất nhiều tiền vào Blockchain Association trong năm ngoái. Các giám đốc điều hành của Binance US gần đây đã thương lượng với các giám đốc điều hành của Blockchain Association nhằm nâng cao vai trò của Binance US trong hội nhóm. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc trò chuyện, các giá trị, mục tiêu và tiêu chuẩn của hai bên hoàn toàn không phù hợp với nhau. Các nguồn lực dành cho dự án riêng của hai bên giờ sẽ được phân bổ lại sao cho nhất quán với chính sách của Binance US tại Washington và các thủ phủ của tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục bản tin của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ Skyverse TV. Ngoài ra các bạn có góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy để lại comment phía bên dưới hoặc tham gia vào group trao đổi của chúng tôi với link ở phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại! Skyverse TV, kênh thông tin chuyên biệt về tiền mã hóa và công nghệ blockchain.